Hello mọi người, thì mỗi lần là một câu chuyện thì hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện mình đã đạt được 4.000 điểm game bắt trò chơi vượt qua là như thế nào mọi người nhé. Thì hiện tại như mọi người đã thấy mình đã được 3.990 mấy điểm rồi, mình chỉ còn vài điểm nữa thôi là đủ 4.000 đó, là bắt luôn cái điểm game phát này, thì sau đó mình sẽ nhận những phần thưởng tương ứng là cái mốc cuối cùng mọi người nhé. Thì để trong mau mình sẽ vào trò chơi vượt tháp nha, mình đi hai ván là đủ rồi nhá. Thì hiện tại như mọi người thấy là mình đã được 3.994 điểm rồi ta. Và để đạt được cái số điểm này á, thì mình cũng đã thông qua rất nhiều trò chơi mọi người nhé. Chứ không phải là mình chơi một trò mà lên được 4.000 điểm đây. Tại căn bản tại sao mình lại chơi nhiều trò chơi? Tại vì mình chơi để làm nhiệm vụ luôn mọi người nhá. Như mọi người biết mình đang cấp 24, 22/25 rồi. Thì trong quá trình đó mình đã cày những cái yêu cầu của những trò chơi rồi, như ngôi sao thời trang nè, rồi vượt tháp nè, rồi chơi tiệc mini thì cà chơi rồi sẽ thôi, thì để mình chạy hết cho hai ván cho xong cái nhiệm vụ đi mọi người nhé, xong luôn cái cột mốc này đi đi. Nói chung là từ giờ mình đạt được 100 lần vượt tháp là mình cũng không đi nữa, nhưng không để mình phải đi hai lần cho nó xong mọi người nhé. Sau một hồi chạy ra chóp phải, mình leo lên té xuống, leo lên té xuống, cuối cùng mình đã lên được hai cái đỉnh đó mọi người, và lên hai lần. Sau đó mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình ra mình nhận thử mọi người nhé. Như vậy là mình đã đạt được 4.000 điểm rồi đó mọi người. Giờ mình để mình di chuyển qua map ra sao. Ai chưa thấy nó hiện lên cái gì. Đúng ra là đạt được cái cục móc này nó sẽ phải lôi mình ra giữa khu trung tâm giới thiệu với ta. Đó, hiện tại ở trên kia đã có hiện cái phần thưởng viết trong cái huy hiệu của mình rồi nè. Chỉ kỳ vậy thôi. Rồi bắt đầu lắc thôi nè. Nó sắp đầu mình ra trung tâm rồi nè mọi người nha. Ra giữa plaza. Đấy. Thì giờ trước đó mình đạt tới như cột mốc đồng với người bạc thì vàng là nó cũng đã có đậu này rồi mọi người. Cúp điện rồi đó. Xin 500 ánh sáng rồi mọi người ơi. Cái gì vậy trời, cái lúc quan trọng như thế này tôi thua màn hình rồi. Quản lý Play Together. Đừng qua bồi vàng. Chỉ có game thôi trình đạo Kaya, còn có những trò thú vị khác. Ông về sao tắt tắt đèn tôi thua vậy chá. À phần thưởng đấy mọi người nha. Đây, cái áo của áo thun vương miện Valet VIP nha. Ok. Ủa tính ra là mình lỗ lắm luôn á. Về sau này mình đâu còn được cái này nữa đâu. Cái lần cuối cùng là bị cúp điện vô lý không. Thì ngoài cái áo thun phần thưởng đó thì huy hiệu mình cũng đã khác rồi mọi người nhé. Mình đã có huy hiệu của vương miện pha lê của cái trò game này rồi hả? Và cái huy hiệu pha lê này mình nhìn thấy nó giống như nó không phát sáng như cái huy hiệu sáo nhà mọi người nhé. Cũng sáng chưa, cái màu của nó nhìn đó tím. Ok, vậy là mình đã đạt được 4.000 điểm rồi. Có cái phần thưởng mình chưa nhận, để mình nhận luôn đi. 5 cái vé đó. Rồi, vậy là mình đã đạt được cái điểm cuối cùng của cái cột mốc 4.000 điểm rồi. Và nó đã ghi rõ chữ mắt rồi. Giờ mình có chơi thì nó cũng sẽ không tắt nữa mọi người nhé. Thì mình cũng sẽ chơi game nếu mà có sự kiện như nó ra thôi. Còn hiện tại mình sẽ dùng hết tâm trí vào để đi làm sự kiện với lại câu cá và côn trùng cho nó full đi mọi người nhé, và lên cấp 25 thôi. Thì trong vé mình mới nhận xong là mình đã được tổng cộng 11 vé rồi mọi người nhé, 11 vé cộng với cái bên là cái vụ thẻ này nữa, mình có 15 vé thôi. Đây 5 vé và nắm chắc mình khi mấy vé vé là tổng cộng 15 vé thì mình sẽ được là 26 vé. Có gì đó mình sẽ làm một cái video mở cân sói xem sao mọi người. Tại căn bản cái cấp của mình giờ hiện tại đó, đồ đạc thì tôi cũng muốn full rồi. Nên có cái gì cho sở hữu thì mình sở hữu rồi. Nhưng mình xài những cái vẻ miễn phí thôi mọi người nhá, mình không xài kim cương cái đồ đâu. Tại căn bản nó ra ra, nó không ra là không ra thôi. Chứ mình không có đam mê cấp độ. Đây, hiện tại trong cái gói một thăm tệ sáng đêm này mình còn thiếu cái cần với cái mặt đó, mọi người nhá. Còn cái tai kia thì mình cũng không thích mấy áo rồi. Tóc rồi khuyên tai đồ là khó hết rồi mọi người nhé. Đấy ok, đấy là quá trình mình đã đạt được 4.000 điểm như thế nào.
cũng chạy ra thấp vậy cũng đi quá rất nhiều trò chứ. Thì hôm nào mình sẽ kể cho mọi người nghe cách mình đi tiệc thời trang như thế nào. Vất vả 300 ván mười nha, và win 100 ván mới được. Thì hôm nay sẵn tiện nhận được cái áo thun này thì bài mình mặc ra nó đổi thương hiệu luôn mọi người nhé. Nãy trước giờ là mình cởi trần á, mình chỉ mặc một cái quần trắng thôi. Thì hôm nay mình bắt đầu từ đây mình sẽ mặc cái áo thun này nha, có cái đôi ba tay nè. Nhìn nó gầu gầu, để có gì mình đi mình hù các bạn trẻ, để các bạn thấy đừng có rủ mình chơi mini nữa. Họ tiếng mời chống chơi mệt lắm. Mình đi bên gà thì mình giả vờ cứ mặc đồ này đi để cho mọi người đừng có quá mình chơi là được. Áo bộ đồ nhìn được chứ bộ. Không để mà cái áo thùng kia được cửa các huy hiệu kia được quá. Tự nhiên có huy hiệu ở trước cực làm gì biết. Ok, thì đấy là cột mốc và 4.000 điểm và phần thưởng của mình. Thì cuối chương trình như mọi khi thì mình sẽ trả lời câu hỏi cho bạn nữa. Nhiên chương ngọc. Nhiên chương thì ngọc nha. Cá hiếm với cá quý hiếm nó khác nhau hả anh? Và là loại cá gì ạ? Thì dĩ nhiên nó khác nhau chứ. Nhìn hai cái tên gọi không là thấy biết nó khác rồi. Còn giả vờ hỏi chứ. Thì cá hiếm là cá hiếm, còn cá quý hiếm là cá quý hiếm chứ làm gì nữa. Hai loại đó là hoàn toàn khác nhau em nhé. Thì để hiểu hơn em xin nên vào ba lô, vào cái chỗ cần câu rồi. Em thích vào cái dấu chấm hỏi, sau đó em lại vào cái dấu chấm hỏi đi cho anh nhé. Thì bên trong này có bách khoa cá, bách khoa câu cá, có chỉ số nè, có thuật ngữ câu cá nè, và có nhóm cá. Thì trong này có tất cả các nhóm cá nhé. Em cứ kiếm làm thấy tất cả giống cá, từ cá voi, rồi cá chép, rồi cá khổng lồ, rồi cá quái vật, rồi cá đùm lum bích, cá anh đào rồi đó. Thì nói chung nhóm cá, ở cái này đào đá, ở trong đó, cái nhóm cá quý hiếm và cá hiếm thì đó, anh nghĩ nó chỉ nằm ở chỗ hai hình đó. Đó chính là hình đền màu xanh lá cây và hình đền xanh dương em nhé. Thì nó là cá hiếm với cá quý hiếm. Còn như những con đền tím như này á, thì nó thuộc loại cá huyền thoại, cá VIP gì rồi, chứ nó không hiếm nữa đâu. Thì đó là sơ lược về cá quý hiếm với cá hiếm mà em hỏi nha. Hai cái đó dĩ nhiên khác nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video khác về vấn đề khác mọi người nha. Có gì thắc mắc cứ gửi câu hỏi cho mình để mình làm trả lời luôn mọi người nha. Bye bye.